Chương trình từ thủ đô Washington với luật sư chủ Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán giả khắp đời. Thì hôm nay chúng tôi nói và bình luận về tin tức hết sức nóng bỏng, có thể nói là tin tức chấn động nhất trong lịch sử nước Mỹ chưa từng có thưa quý vị. Có thể nói đây là một cái quả bầm tấn được nổ ra ngay ngày hôm nay, ngay tại Quốc hội Hoa Kỳ khi mà Ủy ban điều tra về bạo động, bạo loạn ngày Sáu Tây Thăng Giêng 2021 vừa ra một quyết định đó là đề nghị truy tố hình sự đối với cựu Tổng thống Donald Trump, Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, thưa quý vị. Có thể nói đây là một cái tin tức hết sức sửng sốt đối với tất cả người dân ở Hoa Kỳ và trên thế giới, thưa quý vị thì chúng ta cũng xin uh, nhắc lại là ngày uh, 6 tháng Giêng năm 2021 đã có những vụ bạo động, bạo loạn ở ngay tại đồi Capitol Hill và đã có hàng trăm, có thể lên tới hàng ngàn người đã đập phá, tràn vào và thậm chí là bắn giết cả cảnh sát để mà tiến chiếm vào ngôi nhà quyền lực, tức là tòa nhà quốc hội của Hoa Kỳ, thưa bị vị trong lịch sử của đất nước hoa kỳ chưa bao giờ quốc hội hoa kỳ đây là quốc hội liên bang bị tấn công thê thảm như thế và đã có đổ máu sâu sát xảy ra và sau đó thì phía công tố liên bang do cơ quan cục điều tra liên bang hoa kỳ tiến hành và đã bắt giữ trên hàng trăm người để mà truy tố án tù truy tố hình sự vân vân thưa quý vị. Thì hôm nay là một ngày hết sức đặc biệt khi mà có thể nói rằng Ủy ban điều tra bạo động bạo loạn ngày 6 tháng 10 2021 đã đưa ra đề nghị là Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hãy truy tố hình sự cựu tổng thống Donald Trump và đây là lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ với bốn tội danh thưa quý vị. Tội danh thứ nhất là cản trở phiên họp của Quốc hội Hoa Kỳ. Mà lúc đó ai cũng biết là chủ tọa là bà chủ tịch Quốc hội Nancy Pelosi. À, tội danh thứ nhì là lừa dối, lừa gạt nước Mỹ. Thì chúng tôi sẽ tiếp tục uh, nói về cái tội danh thứ hai này. Thì Ủy ban cho rằng là ông Donald Trump đã thất cử một cách... Uh, quang minh chính đại nhưng ông cứ tiếp tục lừa dối người dân Hoa Kỳ lừa dối bằng cách tuyên bố là ông bị mở ngoặc kép gian lận phiếu bầu vân vân bị ăn gian vân vân đóng ngoặc kép thì họ cho rằng đó là ông nói dối và thứ ba là ông tiếp tục vu khống thưa quý vị và sẽ bị truy tố hình sự về tội vu khống bù khống người này làm cái này, vô khống người kia làm cái nọ vân vân. Nhưng trên thực tế thì nó diễn ra ngược lại hoặc là nó không diễn ra vân vân thưa quý vị. Và tội danh thứ tư đó là kích động, bạo động, bạo loạn nhằm mà uh, coi như tấn công vào tòa nhà quốc hội. Đó là bốn cái tội danh đặc biệt trong cái lần này thưa quý vị. Thì à, uh, họ nói rằng là họ đã có một cái cuộc điều tra hơn 18 tháng trời và đã mời trên một ngàn nhân chứng lấy lời khai vân vân và ủy ban này họ nói rằng là họ đã thu thập được nhiều bằng chứng nhiều nhân chứng nhiều lời khai trong đó có những lời khai hết sức bất lợi đối với cụ uh, cựu tổng thống Donald Trump thưa quý vị Thì có thể nói rằng Dân uh, biểu Liz Cheney Đảng Cộng Hòa Wyoming Là Phó bàn của Ủy ban điều tra này Và bà nói rằng Là ngày 6 Tây tháng Giêng năm 2021 Là ngày đầu tiên Mà trong lịch sử Hoa Kỳ một tổng thống Hoa Kỳ lại từ chối trách nhiệm về quyền hiến định hiến pháp thưa quý vị để mà chuyển giao quyền lực một cách hòa bình cho vị tổng thống kế nhiệm và được biết là bà Liz Cheney này là con gái của phó tổng thống Dick Cheney năm xưa thưa quý vị thì bà nói rằng là cuộc điều tra của chúng tôi đã trải qua hơn 40 xin lỗi hơn 18 tháng và Ủy ban này đã phải có trách nhiệm để đem ra coi như trước pháp đình và Ủy ban này là muốn rằng bảo đảm trong tương lai không có những chuyện tương tự sẽ xảy ra như thế rồi vị, tức nói rằng là cần phải trừng trị ông tổng thống để mà cảnh cáo những ông sau này không có làn an, không có gọi là bám víu quyền lực, nói chung là không trao quyền lực cho người kế nhiệm một cách đàng hoàng mà cứ theo cái kiểu hô hoán là bị ăn gian, tôi bị gian lận rồi phiếu bầu chỗ này bị đánh cắp vân vân. Nhưng mà trên thực tế thì đã có 62 vụ kiện mà trong đó ông Trump và phe ông Tổng thống Donald Trump thua 61 vụ kiện thưa quý vị. Và những luật sư bảo vệ của ông cũng đã bị tước bằng do nói láo, bịa chuyện trước tòa hoặc là không có bằng chứng gì rõ ràng. Nhưng cứ thích vu vạ là người phe đảng Dân Chủ ăn dàn phiếu vân vân hoặc là lấy những nguồn tin vô căn cứ ở trên Internet để làm bằng cỡ bằng chứng, nhưng hóa ra là những bằng cỡ bằng chứng yếu hoặc là bằng cỡ bằng chứng giả, vân vân, thưa quý vị. Thì uh, ủy ban này uh, đã có một thành viên ủy ban là nghị sĩ Jamie Raskin, đảng Dân Chủ ở tiểu bang Maryland. Thì uh, nói rằng... Uh, là cái lời đề nghị để mà truy tố ông cựu tổng thống donald trump là một cách gọi là à, xứng đáng với những cái hành động của ông donald trump và muốn cho pháp luật nó được đi đúng đường rồi quý vị đó là truy tố hình sự hay còn gọi là đề nghị truy tố hình sự đối với bộ tư pháp à, tuy nhiên chúng tôi nhắc lại là đây chỉ là một lời đề nghị mà không có tính chất ràng buộc hoặc là áp đặt lên đối với công tố liên bang Hoa Kỳ thôi, mà chỉ đưa ra một lời đề nghị là đề nghị bộ tư pháp tức là Department of Justice cần phải uh, coi như áp lực lên uh, việc truy tố cựu tổng thống Donald Trump vì đây là cái tiếng nói của người dân thưa quý vị. À, tuy nhiên chúng tôi xin nhắc lại là lời của ông tổng thống Donald Trump thì cho rằng là ông bị uh, là nạn nhân của cuộc đấu đá quyền lực giữa hai đảng, Đảng Cộng hòa, nội bộ Đảng Cộng hòa và Đảng Cộng hòa với Đảng dân chủ vân vân thưa quý vị. Thì uh, Ủy ban này cũng đề nghị uh, truy tố thêm uh, luật sư riêng của ông Trump là luật sư John Eastman cùng với những người khác vân vân thưa quý vị thì có những tin tức uh, trái chiều chẳng hạn như một uh, cựu cố vấn của ông Donald Trump khai trước ủy ban là ông muốn uh, nhảy lên một chiếc xe vào lúc bảy giờ để chạy đến uh, tòa Capitol Hill để ngăn cản những người đang bạo động bạo loạn ở đó thưa quý vị tuy nhiên cựu tổng thống donald trump bác bỏ rằng nói rằng người cố vấn của ông là nói chuyện không có tức là không có chuyện đó xảy ra vân vân thì người cố vấn lại nói rằng là ông donald trump vu khống thực tế thì chuyện đó có thể xảy ra vân vân thưa quý vị nói chung là bên à, quốc hội hoa kỳ với cái ủy ban à, điều tra vụ bạo động bạo loạn thì rất muốn là ông donald trump à, sẽ bị à, truy tố à, tuy nhiên à, bộ tư pháp hoa kỳ thì à, chưa có động thái và người ta cũng không biết là có gọi là đưa ra ánh sáng hay không theo như cách nói trong luật pháp là làm trầm trọng hóa vấn đề hoặc là tăng án đối với ông Donald Trump từ những lời đề nghị là truy tố hình sự sẽ biến thành là, truy tố hình sự thật thưa quý vị một cách thật thụ một cách rõ ràng vì Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hiện nay họ nắm trong tay như tôi đã nói là đã có lời khai của trên một ngàn nhân chứng cộng với lại hàng trăm ngàn tài liệu hồ sơ cùng với hình ảnh video đầy đủ đã chứng minh là đã có một sự bạo động, bạo loạn ở ngay tòa nhà quốc hội. Còn việc ai là người giật dây, ai là người trùm cuối, ai là kẻ cầm đầu thủ lãnh thì theo ủy ban này đều chỉ hướng về cựu tổng thống Donald Trump và cho rằng ông phải chịu trách nhiệm và ông là một trong những trùm cuối thưa quý vị. đương nhiên ông Donald Trump đã lên tiếng bác bỏ điều này và ông nói rằng là không có lời lẽ nào mà ông kích động thưa quý vị. ông chỉ dùng những lời lẽ hết sức chung chung như hỡi các anh em hãy tiến lên tiến lên tiến lên vân vân và ông nói rằng là những cái lời lẽ đó chẳng hạn tiếng anh gọi là forward 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 hoặc là go 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 thì không có ý nghĩa về cái việc gọi là suối dại hay là kích động thưa quý vị mà ông ý ông nói là ông chỉ hồ, ủng hộ tinh thần của những người ra đường biểu tình với cái tư tưởng là tự do cá nhân, tự do biểu tình. Chứ chính miệng ông thì ông không bao giờ kêu gọi người dân hay bất cứ ai những thành phần quá khích, những thành phần cực đoan tấn công đội Capitol Hill, thưa quý vị. Và ai cũng biết, và báo chí lúc bây giờ cũng đăng tin là nhóm người biểu tình đang gây áp lực đối với Quốc hội Hoa Kỳ là phải ngưng ngay việc gọi là công nhận tân tổng thống Hoa Kỳ lúc bây giờ là ông Joe Biden thưa quý vị mà làm áp lực cho quốc hội Hoa Kỳ rằng và nói rằng là nên ngưng lại và tiếp tục cho ông Donald Trump kéo dài cái nhiệm kỳ tổng thống của ông vân vân tuy nhiên điều đó trên thực tế đã không xảy ra và cựu phó tổng thống lúc bây giờ là ông Mike Pence khi vào quốc hội Hoa Kỳ cũng đã không dám uh, tuyên bố uh, ngược lại để ủng hộ ông Donald Trump mà ông im lặng để cho quốc hội Hoa Kỳ chuẩn thuận cái việc uh, bầu cử vào ngày 6 tháng 11 năm 2020 trước đó thưa quý vị và coi như là đóng nắp quan tài đối với ông cựu tổng thống Donald Trump và nước Mỹ chuyển sang trạng mới đó là tân tổng thống Joe Biden thưa vị. thì uh, nói chung quyền tự do báo chí, tự do cá nhân, quyền im lặng thì nó nằm ở uh, Fifth Amendment tức là tu chính án số 5 của Hoa Kỳ và theo ông uh, dân biểu uh, Jamie Raskin nói rằng nói với các phóng viên báo chí ngay sau cuộc họp hôm nay thì nói rằng là ủy ban của ông đã coi như tiến hành điều tra và đã có tên tuổi của một số người hay một số nhân vật mà ông nghĩ rằng đã có hàng hà xa số vật chứng nhiều đến mức mà để truy tố họ nhiều tội danh khác nhau thưa quý vị và có thể nói rằng à, nói một cách không nghi ngờ rằng những người này à, thật sự đã vi phạm vào à, cái quyền hiến định của quốc hội đã tấn công vào cái cơ quan quyền lực của nhân dân vân vân quý vị và ủy ban này cũng đã chỉ ra một số vị à, lập pháp người cộng hòa tức là Republican lawmakers đã không có tuân thủ theo một số giấy triệu tập đến Ủy ban để mà khai báo thưa quý vị. À, một số người Cộng Hòa khi họ nhận giấy thì họ nói rằng là Quốc hội Hoa Kỳ không phải là tòa án cho nên họ không thèm tới và cũng không thèm đưa ra lời khai vân vân thưa quý vị. Thì đương nhiên ai cũng biết Quốc hội Hoa Kỳ chỉ là một cơ quan lập pháp không phải là cơ quan hành pháp như cơ quan cục điều tra liên bang Hoa Kỳ FBI hoặc cảnh sát vân vân thì uh, hiện nay uh, ủy ban này đang rốt ráo để mà đưa ra những cái kết luận cuối cùng vì uh, sắp tới đây thì uh, đảng cộng hòa với cái sự đa số của mình 222 trăm uh, lá phiếu mà trong khi đó chỉ cần 218 lá phiếu thì đã chiếm hơn một nửa của tổng số 435 ghế nghị sĩ ở quốc hội Hoa Kỳ thưa quý vị, à, cho nên rằng họ rốt ráo làm tại vì họ sợ rằng khi mà những người cộng hòa chính thức nhậm chức vào năm tới thì những lời đề nghị của ủy ban này sẽ bị dẹp xó thưa quý vị. Đó là một cái sự sợ hãi có thật Cho nên họ nhanh chóng Để bà Đưa ra lời đề nghị Thì trong cái ủy ban này Có một số vị luật sư Chẳng hạn như nghị sĩ Ada B. Smith Của đảng Dân Chủ Joe Lofgren Đảng Dân Chủ ở San Jose Jenny và Raskin Cũng là những luật sư thưa quý vị cho nên họ đã dùng hết mọi cái um, hành lang pháp lý để mà gửi lên cho bộ tư pháp để mà hy vọng là sẽ có những biện pháp trừng trị phạt vạ ông cựu tổng thống Donald Trump vân vân à, nói chung thì họ đang dùng mọi cách để mà ngoài cái việc đưa ra lời đề nghị thì họ đang muốn gây sức ép với lại bộ Tư pháp Hoa Kỳ nhằm mục đích uh, lôi ông Donald Trump ra trước tòa án vân vân nhưng trên thực tế có lôi được hay không là một chuyện khác.